thanh đâu. Xin chào mọi người. Còn làm tính bản quen đấy. Đây tao đi. Thế nào rồi, ăn cơm tối chưa? Ừ. Chả nhìn thấy cái gì cả nên là đợi mình kiểm tra trên này đã. Em ơi, bạn chung kia thế nào ấy? Chung kia. Livestream của N4 rồi phải không nào? Và ngày hôm nay thì sẽ giống với buổi N5 ngày hôm qua thì chúng tớ sẽ làm một cái bài theo đề. Sao chẳng thấy mặt em này? Làm bài theo đề nhá. Theo đề và phần đề mà chúng ta sẽ làm ngày hôm nay là phần từ vựng và phần ngữ pháp. Được chưa nhỉ? Mọi người đã xem cái gì chưa? Xem cái xem đề trước chưa? Xem đề trước chưa? Chưa xem đâu. Làm muộn rồi. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ làm cùng nhau ở trên này này luôn nhá. Coi như đi thi nhá. Mà nhìn nét nhỉ? Mà nhìn mình trông bé tí á. Ừ, bởi vì em ngồi gần mà. Tức của em không nét nào. Tabeta tokoro desu. Ừ, rồi. Mà là tại vì nào? Hạnh Nguyên Minh này. Ừ, đang ăn sensei. Đang ăn mà cũng xem á, trời đất. Chịu khó quá cơ. Ừ. Khổ lắm, có một bạn đến đăng ký học nhưng từ tháng trước nhưng mà xong rồi không đóng tiền trước á. Thế là bây giờ mới lên để mai đi học. Thuê nhà trọ nghỉ công ty các kiểu rồi. Có những tiền. Ở nhà chưa lạnh đâu, hôm trước nó chỉ lạnh một tí thôi, thế xong rồi bây giờ hết rồi. Giang Bin à, ừ, Tuấn Nguyễn này không biết sao mất hết chí hướng, chẳng muốn học hành, ông chém gió. Chí hướng thì lúc nào chả phải có nhờ, đúng nào? Hay là em càng học càng quên này, sensei thế nào đây? Đây là Hà Tun à, càng học càng quên thì mới là học, chứ cứ học mà nhớ được thì làm sao mà cần thầy cô hay là cần sách vở để học nữa, đúng không? Rồi thầy cô đúng lịch hợp, dĩ nhiên đã hứa thì phải đúng lịch rồi. The em này, góc khuất, ok, đang ở Nhật, ôn đề lại video này như vớ được vàng. Nhưng mà N4 đấy mà. Ừ, hôm nay các bạn nhớ là N4 nhá, còn N5 thì chúng ta sẽ còn hai buổi là tối thứ 5 và tối thứ 2, mọi người nhớ đón xem nhá. Thế là N4 thì nó quá đơn giản nên là chúng ta phải cố gắng đạt được mức N2 á. Okay. Không được nói đơn giản, nó đơn giản thì các bạn đang học N4, N5 các bạn thấy khó thì mình lại... Không có, tất cả đều đơn giản, ừ. Mọi chuyện đều đơn giản. Rồi. Hôm nay lại còn đứa lại còn kêu mà không dạy N5 nên N5 người ta dạy suốt các tối thứ hai không đi học. Rồi. Chán lắm cơ. Nào, 7 năm đi học không học được câu tiếng Anh nào, Giang Bin á, sợ liên quan gì tiếng Anh ở đây em. Rồi, Phạm Xuân Quang quên hết kanji rồi. Ơ, sao hôm nay là giờ than thở à mà sao lại cứ ngồi than thở đây. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thế giờ mà tôi mơ quá. Mai công ty em nó check tiếng Nhật may quá, oát to này, trời. Check tiếng Nhật người ta phải học cả quá trình, nhưng vớ được một buổi hôm nay chắc gì lên được cái gì đâu em. Liên quan gì đến bài hôm nay cả. Ừ. À, sensei vừa chữa vừa lấy ví dụ kỹ nhá. Ừ, anh nhớ nhá, hôm nay mình, ok. Ok, thì sẽ hôm nay sẽ chữa kỹ cho mọi người nhá. Một khi chữa cũng kỹ mà, nhờ. À, Nguyên Giáp hôm nay học gì sensei, trời ơi. Đấm chút phát rồi không nhìn thấy tiêu đề à. Tiên xe ơi, phân biệt em nội động từ và ngoại động từ bài 48. Em xem video sensei chia sẻ trên YouTube mà vẫn chưa hiểu. Ghê, ngoại động từ và nội động từ kìa, anh. Nội động từ và thẳng từ. À, nội động từ và thẳng từ.
Cái phân biệt cơ bản nhất là gì? Ngoại động từ là những cái động từ mà chúng ta dùng ý chí của mình, dùng tay, dùng chân ăn này, và đứng trước nó bao giờ là trợ từ ố. Ăn cái gì, chụp ảnh cái gì, đọc cái gì, chứ nhỉ? Nó bao giờ bên trong, tức là tự nó xuất phát ra, gọi là tự động từ. Tiếp theo, cuối cùng vào đường lớp rồi. Cuối cùng cũng vào đường lớp rồi. Đâu Việt Nam? Đâu lớp đâu? Đây lớp chúng ta đang có mấy trăm người đây. Đây là lớp học đặc biệt của chúng ta đúng không? 370 người. Hội học tiếng Nhật thì thôi mình khắc phục nhau bằng cách như này đúng không? Mọi người đa số bên Nhật hay bên Việt Nam đấy? Chia sẻ một tí nào, bên Nhật bây giờ có gì hay không? À bây giờ đang chuẩn bị ngắm hoa, à hỏi ngắm lá đỏ rồi đúng không? Chắc là đẹp nhỉ? Rồi sao đã buổi cuối rồi ạ? À? Hai sensei trời ơi. Người ta livestream suốt cả tháng nay rồi thì hôm nay buổi cuối mà nhá. N3 bao giờ? Thôi, mấy cái câu mà hỏi về lịch thì không trả lời nhá. Tự tìm lịch đi. Bên Nhật lạnh lắm à? Bên Nhật bao nhiêu độ rồi? Phong Đạt này, Nguyễn Hà, tất cả các bạn này, hay là Loan Vũ, Giang Bin này. Rồi lại cái bạn Dương Quá đau xích lô kiếm tiền cho cô đánh lô hôm qua N5 cũng vào. Nhật chán phèo, dên dê, lá đỏ giống hết rồi. Chán thì ở đâu chả chán, quan trọng là do mình đúng không? Do cái bản thân của mình nữa, có tìm được niềm vui không chứ còn... mà, đấy, này. Chí bảo âm 8 độ rồi, 8 độ, âm 8 độ cơ à? 8 độ là ở đâu đấy? Hokkaido. Hokkaido thì mới âm 8 độ hả? Đúng rồi, chào thầy cô, ok, chào Võ Vũ Linh nhá. Sao sensei dạy N1 không thế nhỉ? Khổ quá, không bạn, các bạn hỏi dạy N1 không? Học lên đến N1 rồi là phải tự học chứ không cần phải thầy giáo dạy nữa, học thế thì mới hay nhá. Rồi em đang 3 độ nè sensei ơi, không lạnh lắm ạ. Mình thấy ở bên Nhật đa số thì nhiệt độ mặc dù có lạnh thấp nhưng mà bởi vì toàn ở trong nhà có máy sưởi á nên là cũng không vấn đề gì đúng không? Chào hai senpai, em muốn mua màn hình như thế này về chơi game thì mua ở đâu được? Mua ở bên Mỹ ạ. Mua bên Mỹ người ta sẽ gửi 2 tháng về. Cũng có rất là nhiều nơi có đúng không? Nhưng mà thầy cô ăn tối chưa? Tối nay ăn 2 quả trứng rồi. Tối về ăn cơm tiếp. Là tí nữa đi ăn mì đi. Đấy. Hôm nay ăn ramen. Ramen. Đấy. Có bạn nào thích ăn ramen không? Ramen là sở trường của mình đấy. Thực ra thì mình không thích ăn ramen đâu. Nhưng mà từ ngày yêu thầy Dũng đâm ra cũng bị suốt ngày đi kéo đi ăn thì cũng bây giờ cũng bắt buộc phải ăn thôi, còn thực ra thích phở hơn nhỉ. Lại Văn Tiến nay được nghỉ làm, đang đắp chăn xem video của anh chị. Đấy. Lát à, bên mọi người xem có rõ không? Ok, anh ơi mở bài đi. Quá, số bạ anh ơi. Số bạ, à ăn số bạ. Số bạ mình thích. Số bạ. Số bạ thì mình thích mì lạnh ấy. Mì lạnh xong ăn chấm vào cái gọi là chiu á, và nước chấm của nó. Ngày trước ở bên Nhật á, mới đầu ăn cái mì lạnh đấy, mì chiu đấy, bao giờ nó không ngon lắm nhưng mà ăn nhiều nó quen, thích dần. Cả ramen vậy. Nào, thôi cho thêm 30 giây nữa, rồi gần 500 anh em rồi. Ai thích bán tim hay like gì thì bán đi, xong rồi tập trung vào học luôn nhá. Không có làm cái gì cả, không có bị lag máy. Buổi cuối nên thêm chút kinh nghiệm. Ok. Hôm nay ở trên Tokyo Bay Tổ có người bóc phốt sensei đấy. Bóc phốt thì làm gì? Bóc phốt, phốt là cái gì? Phốt làm gì đâu? Phốt là bể phốt. À, nhờ mọi người một chuyện này nhá. Thực ra mình chả bao giờ nhớ nhưng mà ở trên cái fanpage Dũng Mori á, nó có một cái phần mà đánh giá sao, 1 sao, 2 ba, hay sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao á. Thứ nhất bọn nó bảo đánh giá 1 sao nhiều quá, nhưng cái bọn bóc phốt á. Các bạn bảo đánh giá 1 sao nhiều quá. Tự nhiên là có những người mà chả bao giờ xem clip hay là học qua Dũng Mô Đi lại vào cái đánh giá 1 sao nên là mọi người nếu mà ai yêu quý hai bạn mình thì vào đánh giá 5 sao thì mới nhá. Đánh giá sao cái. Cho vừa cái này nhờ thôi. Còn thực ra trước giờ cũng chưa bao giờ kiểu kêu gọi kiểu này cả. Đúng không? Nhưng mà tại vì có những thành phần cũng không biết phải nói thế nào nữa. Em bên bóc phốt đây, tít giờ à em? Được. Rồi, thích còn sang đây học làm gì nữa? Đấy. Bắt đầu chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu học bài luôn nhá, không để mọi người mất thời gian nữa. Bây giờ có một cái gì thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, được chưa nhỉ? Ai yếu phần gì thì cùng nhau học nhá. Có tinh thần. Rồi, chữa để cho các bạn đi anh chị, ok, hôm nay sẽ chữa khá là kỹ nhá. Theo nguyện vọng của bạn gì vừa nãy này. Tít à, hay gì? Ok, chào anh. Nên là cái tít cả tin nhắn của mọi người.
cùng lên được không anh? Rồi chúng ta bắt đầu cùng xem nhé. Sơn ngô này. Thôi không cần phải quan tâm đến bất kỳ những cái gì đâu. Chúng ta cứ quan trọng là học đã nhé. Hôm nay là N4. N4 thì không biết là sẽ có bao nhiêu bạn học được nhỉ? Anh em mở ra đi cho mọi người cùng làm. Anh không đọc được. Thế nào bây giờ? Em phụ trách mẹ con mình nhé. Bắt đầu nhá. Đầu tiên là vào chữ Hán giống như một đề thi. Được chưa? Ây. Ở đây không? Chúng ta sẽ bắt đầu với hai chữ Hán đầu tiên. Ây. Được chưa nhỉ? Mình đọc nhá. Natsuyasumi ni Kyushu wo ryoko. À, quên mất lại đọc mất. Shimashita. Ây. Đó là số mấy nhỉ? Số 2. Shigoto no tatemashita. Ok. Nào cho đáp án đi. Đâu rồi? Đấy, 1, 3 này. Sau đó em cũng đọc lại nhá. Câu số rồi, ok. Nguyễn Nga Quỳnh này, 1322 này. Châu Tẻ 1, 3 này. Mọi người chọn đáp án mấy đây? Ừ, 1322. 1322 đúng chưa? Đúng rồi, kê các chữ đúng rồi. Đúng rồi. Nhớ nhỉ, điều co nhá, không phải là có chữ con này. Anh đừng tránh ra, anh cứ che em cái này. Được chưa nhỉ? Ừ. Điều cô là không phải, điều cô. Điều cô ở đây, điều cô. Ok. Được rồi. Điều cô là gì đấy? Đi du lịch đúng không? Còn kê các cửa gì đấy? Kê các cửa là kế hoạch. Anh dịch nhất cho mọi người đi. Nasir. Chữ Hán này không phải dịch. Nhưng mà mọi người bảo chữ kỹ mà. Chữ kỹ nhưng mà cái đoạn này chữ Hán cái gì phải dịch. Ừ. Đúng không? Ok. Chữ Hán không phải dịch nhá. Tiếp theo. Samban. Cái gì là chữ Hán gì đây? Đây là đế nha chứ, đây là trợ từ đế. Kegao shimasu là gì nhỉ? Bị thương nhá, bị thương. Bây giờ có cái từ gì nhỉ? Sự cố à? Âm Hán Việt là sự cố, chúng ta hiểu là tai nạn gì nhỉ? Đáp án mấy nhỉ? 34 Hà Bông 34 này. TNM 34 này. Teaser 34 này, ok. Đấy, được rồi. Khúc Thị Hường 41 đi hả? Ơ Khúc Thị Hường nghe quen quen nhỉ, học viên ngày xưa nhà nào nhỉ? 3 là 4, cộng 4 à? Đúng rồi. Jiko. Jiko là gì cơ? Tai nạn. Jiko là tai nạn đấy nè. Thương do tai nạn đấy nè. Tiếp theo. Watashi wa daisuki desu. Ừ, tôi rất là thích. Thích gì nhỉ? Thích manga. Manga là gì đấy? Manga là truyện tranh đúng không nào? Truyện tranh. Tôi rất là yêu thích manga. À dễ. Tiếp theo. Nichiyobi ni nani nani mi ni kimashita. Là gì nhỉ? Con này dễ lắm rồi, e cả tại vì từ vựng nó là từ vựng cho chúng ta học á. Nhìn này, e cả là cái gì, e ga là gì, đúng không? E cả là cái gì, đúng không? Chúng ta phải nhận được ngay là e ga rồi nhỉ? Tiếp theo, yasashikata. Yasashi là gì nhỉ? Yasashikata đây là gì nhỉ? Dễ hay là hiền? Ở đây lại từ quyền quen quen này, shiken là gì? Shiken, à shiken thì không có nghĩa này, đúng không? Tiếp theo, shiken, shiken. Tiếp theo gì nhỉ? Mọi người sẽ đọc bằng 3 đúng rồi. Bằng số 3 đúng Quyền rồi. Quyền thu phong đảm 3 hết này. Ừ. Skin. Quang Vũ số 3, ok. Okay. Số 3 nhá. Số 3, tiếp theo. Tiếp câu số 7. Đề thi khá là dễ đúng không nào? Mọi người chỉ cần nhớ từ và chúng ta sẽ ra được đúng không? Câu số 7, 8 nào, chúng ta có đáp án chưa? Câu số 7, 8 mọi người điền đáp án số mấy đây? Kino. Mà em bị chậm ra không lên kịp á. Tại vì mạng nó bị chậm chậm à. Con này cũng xịn mà. Chả biết. Máy bị điên đấy. Lâm Ngô 71 này, Nga Nguyễn Quỳnh 7183 này. Công Nguyễn 73 này. Công Nguyễn 73 nhìn có bị nhầm không? Phong Đạt này, Giang Bin, tất cả mọi người điền 71 hết rồi này. Rồi 1 và 3. Câu 7 cũng không nhìn được á, xong nhìn được đấy. Câu 7 xong nhìn được nha. Máy em có nhìn được. Số trực tiếp thì là không có số gì cả. Thế thì nhấc lên. Được chưa? Không, mọi người quen mang màn hình là nhìn được à? Thôi, mọi người thích đọc tin nhắn. Quen mang màn hình cũng đọc tin nhắn mà. Được chưa? Rồi. Thì nhân lên cho mọi người xem. Được chưa nhỉ? 7183 đúng rồi. Rồi, câu số 7 là gì? Kino Dōbutsuen ni ikimashita. Nhá. Hôm qua tôi đã đi đâu nhỉ? Dōbutsuen là sở thú, vườn thú đúng nhỉ? Vườn bách thú. Bất sự nghe. Ừ, câu số 3 là không đúng rồi nhá. Câu số 3. Yamasan ni ai nakute
Zannen desu ne. Zannen deshita. Mà tiếc vì không bằng anh em là zannen rồi. Ok, mấy câu này dễ quá rồi nên là cần phải tobashimashou. Bỏ qua đi desu ne, tobashu. Tiếp theo, watashi no ie kara. Watashi no ie kara. Cư cô. Ninh Ninh Hải lên sai hết à em, trời ơi. Buồn thế. Câu số 9 của chúng ta có gì nhỉ? Từ từ này từ gì đấy? Cư rồi đúng không? Thì cư không phải rồi đúng không? Sân bay là gì nhỉ? Cư cô này là cư là không phải rồi đúng không? Chỉ nào không tương ứng đây đúng rồi, câu số 9 là đáp án 2, cư cô là sân bay nhá. Ok. Xong, chuyển sang gì nhỉ? Tìm chữ can gì? Được chưa? Tìm chữ can gì? Taroshi rồi. Tìm chữ can gì thì là quá dễ rồi. Ừ, dễ quá thầy cô ơi. Tiến lên dễ quá. Đấy, đề thi nó chỉ thế này thôi nhá. Thử thách mình xem nào. Xem mà mình có làm được hết không. Đúng rồi. Câu số 1, tanoshi chứ hắn nào bây giờ. Tanoshi đây, để thầy chọn luôn không. Ừ, để thầy chọn luôn cho đúng không. Đi thi mà thầy cũng chọn cho thầy tốt quá. Theo building. Đây. Câu số 1, building. Ok. Ie no chikaku ni building ga arimasu. Building là từ vựng trong bài số 3 rồi. Ừ. Là chúng ta biết rồi đúng không? Nhìn nó quen rồi đúng không? Nhưng mà sợ chữ hán mà không biết đúng nè. Câu số 11 mọi người điền câu đáp án là số 4 à. Long Phạm là số 2. Trời ơi, không phải rồi. Ngắm cho kỹ vào, chữ hán của chúng ta đâu? Building. Đúng rồi, building. Để xem building là bệnh viện nhá. Bệnh viện. Ie no chikaku ni byouin ga arimasu là gì nhỉ? Ở gần nhà tôi thì có cái bệnh viện nhá. Byouin ga arimasu. Tiếp theo, sang câu tiếp theo nào. Rồi mọi người điền câu số 12, 13 đi. Câu số 12, 13 của chúng ta đáp án mấy nhỉ? Có đáp án chưa? Mấy bài này phải làm phăng luôn đúng không? Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhìn phát là ra luôn rồi. Bởi vì là phần từ vựng rất là dễ mà nếu mà chịu khó học phần tự chữ hán thì rất là ok đúng không nào. Câu số 12 các bạn chọn đáp án 2. Đáp án 2 này, hàng chân này. 13 2 này. 12 2 à. Hakobimasu. Đúng rồi, Hakobimasu là gì nhỉ? Là vận chuyển đúng không nào? Vận chuyển. Aruite nimotsu o hakobimasu là vừa đi bộ vừa gì nhỉ? Vác đồ, mang theo đồ đúng không? Vận chuyển đồ. Tiếp theo, ryori. Đây rồi. Điều đi là gì nhỉ? 13 mấy đây? 13 đáp án số 3 nhá. 13 đáp án số 3. Các bạn bà thế này, người phương hàng 3 này. Công nghệ bà này. Ok. Nhưng mà hạnh này 13 2 là sai rồi. Hà bông bỏ giá như tháng 12 N3 cũng dễ như thế thì tốt. Cái chiếc này nó bị ngược cái chiếc này. Nào, nhìn số 2, số 3 cẩn thận đúng không nào? Điều đi, nhớ chiếc này nhớ lý nhớ chưa? Ừ. Ok. Đừng có nhầm nhớ chưa? Đấy 13 2, phụ đề vẫn 2 này. Ừ. Đi, điều đi, đi điều. Ok. Điều đi. Thế chưa nhờ? Ừ. Chọn 2 là sai nhá. Ok, tiếp theo. 14 này. Watashi wa sakana ga kirai desu. Ừ, kirai. Sakana. Sakana là con cá đúng không? Con cá đấy. Em đánh đúng hết kìa. Nào 14 đáp án mấy nào? 14 đáp án 3 hả? Ok, 14 đáp án 3. N4 dễ học mà N3 khó thế. Ừ, N4 chỉ thế này thôi đúng không nào? Cá đúng không? Đây là ví dụ đây là ngày xưa các bạn hay ra đồng bắt cá không? Ngày xưa chỗ đồng nhà mình á nó có những cái rãnh đầy cá nên là gì ạ? Bắt cần câu đây, các bạn tưởng tượng ra cần câu đúng không? Ra đồng này, bắt cá này. Đây là đồng mình bắt cá xong nướng luôn ở ngoài đồng á. Đúng rồi. Được ở đây đúng không? Hay. Nướng đây luôn. Thật ra thì là sakana, đáp án số 3. Hay. Mọi người chọn đáp án số 3 mà. Ok, số 3. Đây là kuroi này nhé. Đúng rồi, nhìn giống con cá đúng không? Kuroi này gần giống con cá này nhé. Thì không có đầu đúng không nào? Đúng rồi, thế chúng ta thì đi câu rồi nhưng mà con cá đấy thì nhà nó mình nướng nó lên á. Mình đắp đất xong mình nướng, được chưa? Đây là ngoài đồng quá. Xong mình đắp đất, đây là đất này, thổ đất này. Được chưa? Nướng lên này. Nướng lên thì nó đen thui lên đúng không? Bắt đất xong nướng lên thì nó cứ lôi là nó đen. Được chưa? Còn đây là nikku, ngang ngang. Nikku. Thịt, thịt người. Một người, hai người. Thịt người.
thịt hai người. Anh là thịt hai vợ chồng thầy cô nhỉ nhá. Cái gì đây? Anh ấy chính à. Iro, Iro là gì đấy? Màu sắc đúng nào, hả? Màu sắc. Ừ. Tiếp theo, có số 15 chữ án là gì đây? Ừ, anh đứng bên này nó tiện hơn đấy. Anh này, anh này. 私の姉は来月結婚します。結婚します là gì đấy? Kết hôn đúng không nào? Rồi. Anh em là chị gái nào? Chị gái bây giờ chắc các bạn sẽ chỉ phân vân giữa 1 và 3 thôi đúng không? Ừ. Cái nào là chị, cái nào là em nào? Anh ơi, cái nào là chị, cái nào là em? Chị á. Và phân biệt như thế nào để chúng ta biết được cái nào là chị, cái nào là em nhỉ? Chứ nhân chữ số 4 này là Ani thì các bạn biết rồi đúng không? Anh trai thì mồm to đúng không? Ừ. Anh trai mồm to, chân dài. Ừ. Đấy không? Tiếp theo đây là gì nhá? Hajime. Hajime được rồi nhé. Chữ thủy. Chữ thủy đúng không? Đây là gì nhỉ? Muro. Chữ cứ là Muro rồi nhé. Muro. Đây là Dai. Dai tức là đứng trên một cái bục nhé nhé. Bục nhé. Ừ. Thì đây là người con gái này. Thì con này nói như này nhỉ? Người con gái thì đứng lên kính đậu bục. Không, trên thế giới này tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ người con gái. À đúng rồi. Đấy, nói như cô Thành đúng không? Nhỉ? Trên thế giới này tất cả đều bắt đầu từ đúng người không? Con gái. Cái này triết lý chuẩn đúng không? Tất cả nhân sinh, con người, cuộc đời gì đều chui từ người con gái mà ra đúng nè. Tiếp theo, số 1 và số 3 nhá. Thấy chưa? Số 1 và số 3. Thế câu số 1 và số 3 nó sẽ khác gì nhau? Nó cùng chung bộ nữ nhưng mà gì đấy nhỉ? Ở đằng sau nó khác thôi đúng nhỉ? Thì các bạn sẽ ở đằng sau này là bộ thị này nhớ chưa? Hay. Thị tức là gì nhỉ? Thành phố, tức là chị gái của mình lên thành phố kiếm sống. Ngày xưa nghèo không? Đến thành phố để kiếm sống, thấy chưa? Chị gái lên thành phố để kiếm sống. Còn em gái thì thế nào? Em gái của mình chứ đúng không? Chứ thiếu đúng không? Vì, thiếu hay là các bạn tưởng tượng đây là cái thường thì các bạn xem đây là cái cây rồi đúng không? Em gái trèo lên gì nhỉ? Một cành cây có hai gì không? Có hai cành. Trèo lên cây để đợi chị ngóng chị đi về, đi làm, đi bán này. Đi bán đồ gì đấy. Mỗi lần mà dạy đến cái từ chị gái này mình nhớ cái bài ngày xưa có bài chị tôi á. Chị tôi bên sông cái gì bán nắm dâu nhỏ. Ồ chém gió. Ơ có bài chị tôi mà. Chị tôi, cái bài mà chị tôi chưa lấy chồng á. Mà chị gái được rồi, đi lên thành phố để kiếm sống. Được rồi, chị gái trên thành phố đúng không? Còn em thì trèo cây, trèo lên cái cây mà có hai cành để chờ chị về nhá. Được rồi. Thế nhỉ? Cho tim một cái nào. Rồi, thả tim. Yeah. Thả tim rồi. Ok. Đây. Bà tôi thôi. Ok, chúng ta sang những câu tiếp theo nhá. Vừa dạy vừa chém gió nên vui. Ôi, hết rồi, hết chán rồi, thật là quý. Ô, hết chữ hán rồi ạ? Buồn nè. Nào vậy chúng ta sẽ bước sang một dạng bài khác, đó là dạng bài điền từ vào chỗ trống đúng nào. Mọi người nhớ đọc hiểu nghĩa và chọn từ phù hợp với nó nhá. Nhiệm vụ gì đây? Đây. Đây của em. Đúng rồi. Theo đi mọi người điền đi nào. Ok. Thôi rồi, bài chị tôi xong rồi, nào phải chọn đáp án nào. Tiếp theo. Tí nữa dạy chữ Hán sau nhé. Bây giờ chúng ta cần phải làm bài tập đã. Chữ Hán có rất nhiều cái hay, tí nữa xem nhé. Ok. 16 này. Yamasawa daigaku no chikaku ni. Câu này hơi khó. Nhưng mà gì nhỉ, chúng ta thử điền xem. Nếu mà đối với những từ vựng mà chúng ta đã biết, ví dụ như là kekkon shite masu. Anh Yamada kết hôn gần trường đại học à? Gần trường đại học. Tiếp theo. Kekkaku là gì nhỉ? Một đại học rồi. Kê các cự lên kế hoạch đúng nhỉ? Anh Yamada lên kế hoạch ở gần trường. Ừ. Không phải. Không phải. Tiếp. Kê là gì? Kê là kinh nghiệm, là trải qua đúng không? Anh Yamada kinh nghiệm ở gần trường không phải. Thì đáp án thì nếu mà từ gesuk cự này các bạn không hiểu thì các bạn cứ điền nó vào. Đúng rồi. Những cái từ mình biết rồi cho đấy nó không hợp lý. Gesuk cự là gì cô? Gesuk cự là gì nhỉ? Chọ. Chọ nhá. Thì các bạn sẽ nhìn chữ Hán của nó nhá. Thầy Dũng sẽ làm chữ Hán nhá. Gesuk. Là gì đấy? Ghê xúc cự, ghê xúc cự chứ không ghê xúc cự. Ghê xúc cự là trọ ở gần trường nhá. Trọ lại gần trường. Đấy. Được chưa? Như vậy câu số 16 đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Bạn nào sai thì chúng ta sửa lại nhá. Được chưa nhỉ? Hay và chúng ta sẽ bước sang câu số 17. Đa số mọi người đều chọn đáp án 1 à? Con nó pas không ạ? Totemo. Ừ. Con nó pas không cái gì mà anh? Con nó pan. Con nó pan mà totemo chấm oishi desu. Đúng rồi. Rất là ngon và thế nào đó. Bà mẹ cũng chắc rồi. Ở đây yawarakai đúng rồi. Yawarakai tê
chúng ta có tính từ yawarakai là mềm phải không nào? Hikui là thấp. Tadasukute là gì cô? Chính xác. Thế còn fukakute. Fukai là sâu nhá. Sâu. Như vậy chúng ta chỉ có thể có câu đáp án là số 1 là gì nhỉ? Cái bánh này vừa mềm vừa ngon, được chưa nhỉ? Số 18. Basu wa mou sugu shimasu kara isoide kudasai. Ok, câu số 18 chúng ta chọn đáp án mấy nhỉ? Câu số 18 đáp án sẽ là... Các bạn chọn đáp án mấy đây? Chưa có ai, Yến Mai 4 đầu tiên luôn. Tít giờ 4. Trời ơi, tít tích cực quá. Thủy Em 3, Lâm Ngô 4, Khánh Mốc 4. Thủy Em chọn 3, sao chọn 3 nhỉ? Câu 18 phải chọn 3 nhỉ? Câu số... Zumbi là chuẩn bị. Ba. Nó sắp chuẩn bị rồi. Shuseki là gì nhỉ? Shuseki là gì? Đó. Shuseki là có mặt. Có mặt đúng nhỉ? Shokai là giới thiệu. Câu số 3 Zumbi là chuẩn bị và câu số 4 chúng ta có từ Shupatsu. Shupatsu là xuất phát. Đúng không? Thế thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 4, được chưa nhỉ? Đáp án số 4 nhá. Shupatsu shimasu. Đúng rồi. Cái gì nhỉ? Bus là mou sugu shuppatsu shimasu kara isoide kudasai. Vì xe buýt chuẩn bị xuất phát rồi, thế nên là hãy khẩn trương lên, được chưa nhỉ? Hãy câu số 19 nào. Câu số 19, Kiệt Sàng chọn đáp án số 3. Yến Mai, Kiều Trang. Yến Mai là 2 à, Kiều Trang là 3. Văn Thành là chọn 1 hả? Sao ý nhỉ? Sukunai là gì cô? Sukunai là ít nhá. Sukunai là ít. Tiếp theo, Kanashi là gì? Kanashi là buồn, là thương, là buồn đúng nhỉ? Buồn. Warui là gì đây? Warui là xấu, là không tốt, chứ nhỉ? Nemui là buồn ngủ rồi đúng không? Nemui là buồn ngủ đúng rồi. Đây là có một ký tự chuyên đi kèm với gai bao giờ? Warui nhớ chưa? Gai ga warui desu hay là gai ga i desu ne? Cái thể trạng cơ thể đúng nhỉ? Đúng không? Chúng ta có một từ đó, từ choshi chẳng hạn. Choshi. Choshi ga warui bằng với lại là gai ga warui desu ne. Cái choshi ga warui này nó tương đương kiểu là cảm giác là chúng ta sẽ mệt mỏi. Các bạn nhớ đấy là choshi ga warui, tức là cảm giác mệt mỏi to. Gai ga warui tức là mệt, như là mệt buồn nôn đấy. Gai ga warui. Được chưa nhỉ? Hoặc ra ngoài ra cái từ choshi nó còn dùng cho máy móc cũng được nhá. Ví dụ như là osuko no choshi ga warui desu ne. Tức là cái máy tính này có vấn đề. Được chưa nhỉ? Hỏng rồi. Gai ga warui. Choshi ga warui. Choshi, osuko no choshi ga warui desu ne. Nhiều quá nên là loạn ấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Xong rồi. Xong rồi, các bạn chọn hết đáp án rồi. Xong rồi à? Ừ, anh sang câu tiếp theo đi. Xong rồi, em bị lắm. Đây, em khổ lắm đấy. Đấy, câu tiếp theo là câu số 20. Miso shiru. Miso shiru. Miso shiru ga chấm chấm. Mọi người biết miso shiru là gì không? Chưa đợi thầy Dũng nói mà chúng ta sẽ đoán, sẽ trả lời luôn nhá. Miso shiru là gì nhỉ? Tương tâm biển. Cách tương tâm biển, thấy chưa? Miso shiru. Đấy, nếu mà không biết miso shiru thì câu này rất là khó. Và cái câu này nếu mà các bạn chưa học lên là 3 thì bây giờ mình cho các bạn đáp án, thấy chưa? Hieru tức là nguội. Các bạn nhớ nhá, nguội. Hiete shimatta. Cách tương biển nguội mất rồi. Mì nguội mất rồi. Ramen ga hieta. Đúng không? Hiete shimatta hay là các bạn học chatta chưa? Hiechatta. Hiete shimatta. Ok. Được chưa? Rồi. Thì là đáp án số 1. Miso shiru nguội nhá. Nguội cái tên rồi. Cái tên có nhiều nghĩa đúng không? Cái tên thay đổi. Được. Hakone mà chúng ta học rồi, B đúng không? Chuyển nó nakushite tức là đánh mất cái gì đó. Rồi. Đấy. Tiếp theo câu số 21 ạ. Dōbutsu wo ikemasen. Dōbutsu là gì nhỉ? Có một vete wa ikemasen tức là không được làm gì, không được cái gì đó. Vete wa ikemasen, ví dụ mitte wa ikemasen là không được nhìn, hay là sawatte wa ikemasen là không được sờ, hay là gì nhỉ? Có gì nhỉ? Suwatte wa ikemasen là không được ngồi vào đây, được chưa? Thế thì nhớ cái mẫu ngữ pháp đấy nhá, và chúng ta sẽ chọn đáp án mấy nhỉ? Không được thế nào động vật. Không được thế nào động vật. 21 phân vân giữa 1 và 2 à? Chọn thì chọn 1 thôi, đừng có phân vân nhá. Đi thi thì bừa đúng không nào? Đây. Ồ, có bạn ra Izime này.
Hay, rồi. Easy man. Không được dọn dẹp à? Không được dọn dẹp động vật á. Katazuke được là dọn dẹp đúng không? Dọn dẹp đồ này. Được chưa? Chúng ta sẽ easy man. Đúng rồi ạ. Bạn Trần Lực này trả lời đúng này. Không được bắt nạt động vật này. Đúng rồi đấy. Ừ. Còn đây là xin đê tức là gì đây? Không được chết ạ. À? Không được chết động vật. Động vật không được chết. Đây là một tự động từ đúng không ạ? Cái tương tự này, cái này tự động từ nó không phải. Đúng rồi, Sukunaru. Đúng rồi. Hai. Anh chúng ta có thể giết chẳng hạn. Koroshimasu. Koro, à, korosu đấy. Ừ. Koroshite wa ikemasen. Hai. Đúng không? Koroshite wa ikemasen. Hai. Rồi, hay bạn chọn một từ là trêu chọc cũng rất là hay đúng không nhỉ? Trêu chọc bắt nạt động vật. Koroshu. Đúng rồi. Thì kia là koroshite. Koroshite wa ikemasen. Hai. Được chưa nhỉ? Ăn chưa? Rồi. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé. Rồi, câu số 22. Nào, chọn câu số 22. Số nó có tổ à, yêu cự. Đi đây, yêu cự gì? Stay mas. Yêu cự. Sô tai, sô chi, sô chư gyo, hèn gì. Thế thật, cái này khó rồi. Nhưng mà các bạn thử đoán xem. Thử đoán xem nào. Say goodbye. N hai à cô? Đứa 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 nào hỏi N hai à đây? Hàng nó bắt nạt được bạn. Đúng rồi thì nào ngược đãi cũng được. Tiếp theo đi. Đây này con này khó này. Nào có ai biết từ này không? Điền thế nào? Công số 22. Đây là N hai đấy. Ừ. Ăn chưa? Đâu hết cả rồi, đã bán đâu hết rồi. Mọi người chọn đoạn mấy? Câu số 22 mọi người chọn đoạn 4 này, 1 này. 22 à? 223 à? À đâu, 222 à? Ừ, 1, 3 này, đang phân vân à? Khó ừ. Quá, từ này khó đúng không? Ừ. Xô tay là mời. Đúng rồi, xô tay là mời nhá. Cái việc đó thì tôi thường hay mời. Nghe củ chuối rồi đúng không? Tiếp theo. Sô chị. Anh khoanh mà em tưởng anh chọn đáp án số 1 luôn á. Sô sô chị. Sô chị là gì nhỉ? Hiểu, nhớ chưa? Ừ. Bằng với là wakarimasta. Wakarimasu đấy, wakarimasta đấy. Wakarimasta. Wakarimasu. 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 Sochi wakarimasu. Okay. Hay là bằng ryo kai ですね. Các bạn học từ ryo kai chưa? Ryo kai. Được chưa? Ryo kai です. Ryo kai しました. Được chưa? Ba từ này bằng nhau nhé. Sotsunyo là gì nhỉ? Là tốt nghiệp đúng nào? Và câu số 4 henji là trả lời. Hồi đáp trả lời. Thế câu này sẽ chọn đáp án số 2 nhé. Mình sẽ chọn đáp án số 2. Có bạn dịch là thường xuyên hiểu. Đừng dịch là thường xuyên hiểu này. Sonokoto ạ, yoku. Chứ yoku chúng ta dịch bằng hai nghĩa. Một là thường xuyên và hai là rất rõ. Tôi hiểu rất là rõ về cái vấn đề đó, về cái việc đó. Được chưa? Đúng rồi. Hay. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, câu số 23 nào. Từ này hơi nâng cao một chút nhá. Ừ. Bango hàng. Ừ. Đó, mango. Bango ạ, senshu no. Ừ. Bango ạ, senshu no. No gì? Bango, bango ạ, senshu no, chấm chấm. Nhi. Hatte arimasu. Chúng ta mua động từ arimasu, ha được là dán nhá. Ừ. Bây giờ dán, con số thì được dán ở trên đâu của cầu thủ nè. Mọi người nhìn xem ở trên đâu bây giờ. Ừ. 23, 3, ok. Rồi tất cả đều chọn 3. Nhưng mà có Huyền Thanh Vũ, Thanh Huyền Vũ là chọn đáp án 4 này em. Ừ. Có Văn Minh Phạm chọn đáp án 2 nhỉ. Bango là số đúng không? Ừ. Cái số được dán ở phía sau lưng của cầu thủ Senaka. Ở trên lưng của cầu thủ đúng nhỉ? Ừ. Thế còn câu số 1, câu số 2. Ừ. Sen tức là đường thẳng, đường kẻ. Ừ. Suie tức là môn bơi lội. Đó, bơi lội. Ok. Thực ra thầy cũng không biết bơi đâu mọi người ạ. Có biết bơi. Bơi được 10 mét á. Ừ. Wow, CI là trận đấu nha em nhá. CI là trận đấu. Ok. Sao chậm nhỉ? Thôi thì nó mặn lát thì cứ làm nào. Em cứ phải mở ra mở vào. Tiếp đi anh. Tiếp á? Ừ. Cho mọi người làm liên tục chứ. Câu số 24. Asta made ni zenbu oboeru no wa. Đi đây.
phải nhớ tất cả cái này cho vào ngày mai. Cho đến ngày mai. Cho đến ngày mai thì phải nhớ tất cả. Thì là không thể hay là có thể. Đúng không? Quan trọng thế nào? 4 has 3 무리 xem anime nhỉ? À, 무리 số lượng 무리 đúng không? Đấy, các bạn chọn số 3 đúng rồi, 3. Mọi người chọn đáp án 4 này. Đâu, anh thấy 3 hơn nhiều mà. Hay 4, 3. Mọi người chọn đáp án số 3 đúng nhỉ, chữ mưu đi. Mưu đi của chúng ta là gì nhỉ? Là không thể. Thầy vừa nói rồi đúng không? Đáp án 3 nhá, bạn nào làm sai thì chúng ta sửa lại nhá. Hát dựng là điên trước nó bao giờ nó cũng là gì nhỉ? Một động từ hay là một cái gì đó đúng không? Ví dụ, cuốn ai hát dựng đi. Hay là ví dụ như là cuốn ông môn đài ạ. Và ta xin nhiều à, mới đi đến nè. Được chưa nhỉ? Cái bài này với tôi là quá khó, quá sức rồi, là không thể làm được, đúng nhỉ? Câu 3 đúng không? Điều là gì đây? Điều là lý do. Lý do à? Điều là gì? Lý do. Thế quá kê thì? Quá kê cũng là lý do, đúng không nào? Quá kê là lý do. Ha dự là nhất định, đúng không nào? Nhất định. Thì câu này thôi, điền mới đi thôi nhá, được chưa nhỉ? Tiếp. Ok. Câu môn ai môn này, tức là gì đây? Tìm xem câu văn nào dưới đây đồng nghĩa với lại là câu văn người ta cái chân. Đúng rồi, đây là cái dạng bài cuối cùng trong phần từ vựng, bài thi từ vựng nhá. Xin mời mọi người cùng làm câu đầu tiên và xem mọi người làm đúng không nhá. Cho 30 giây để làm nhá. 30 giây, bắt đầu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ, hết 30 giây. Thầy. Ơ không ơi thầy ai làm này? Hai giúp. Trời ơi chán quá, cái đợt điện thoại này cái máy này nó chậm á. Nó lại thấy nhanh. Em đổi mạng nhỉ? Em đổi mạng rồi mà. Hay con sai không? Mọi người đều chọn đáp án số 4 anh ạ. Số 4 á? Số 4 là sai. Đâu thế anh thấy có người chọn số đáp án số 2 này. Ok. Cái gì đấy? Alo. Anh nhầm mắt thì làm sao đấy? Sư mắt kỳ tịch là sai à? Thế thì thầy nhầm nhá. Tại vì thầy mới để ý đến đây. Đáp án là số 4 đúng rồi. Đánh chút phát đi. Hư đốn. Chịu đi thôi. Sono isuni. Sono isuni. Sư mắt tịch là sai. Chính xác rồi. Tại vì nó có sư mắt tịch là sai cả hai cái. Rồi. Đáp án số 4. Thầy Dũng thử tí thôi mà. Nhá. Hai rồi. Thế là quay ra hai hết à? Hai mà. Vì sao hai em phải trả lời đi nhanh lên, vì sao không phải là hai mà vì sao là bốn? Quá đơn giản, trước tiên là ngồi đúng không? Koshi là cái gì đấy? Cái eo của mình, tức là đặt cái eo xuống đây, tức là cả một câu Koshi Okakitegrasai có nghĩa là ngồi, được chưa? Vậy ngồi vào cái ghế đó. Thực ra có cái đó lịch sự mà, đúng không? Koshi Okakitegrasai. Câu này này, Swatigrasai hãy ngồi vào cái ghế đó, nghĩa bằng nhau, được chưa? Còn gì? Hãy ngồi vào đó và Kitegrasai hỏi. Ngồi xuống và hỏi đúng không? Chả liên quan gì. Tức là thêm động từ hỏi đây này không đúng, được chưa? Ok. Thế là sai à? Thầy này không được. Nhầm là mất một man, đúng rồi. Thầy đưa tiền đây anh em. Đưa tiền có thành cầm nhá. Tiếp theo. Đấy, rồi chúng ta sang câu số tiếp theo nhá. Thầy có đáng yêu quá nhỉ. Đáng yêu không? Tên gen. Anh bị khùng à? Em là vợ của anh mà. Trước cả nghìn người này. Gì có 995 người. Vừa nãy lên 1.000 người đấy. Đấy, tiếp theo. Rồi, chúng ta sang câu 26. Nào thôi, tập trung vào bài hát nhé. 彼の 誕生日が 1月 1日 なのは 確かです. Câu này các bạn lấy đi. 確か là gì cô? Chắc chắn đúng không? Có bạn hỏi cái gì nhỉ? Công Nobi em ơi. Bây giờ mới biết Koshi là ngồi, không phải Koshi là ngồi, Koshi là gì đấy? Eo. Koshi là cái eo mà cái cụm từ Koshi Okakeru thì mới là ngồi xuống nhá, chứ không phải Koshi là ngồi đâu nhá. Nhớ nhá. Eo không, mình biết Koshi ga hitai desu ne. Koshi Okakeru tức là đặt cái eo cái bông này mình xuống đây này. Rồi bây giờ ok. Giải quyết cho bạn, không có bạn nhầm thì chết, đúng không nào? Tiếp. Câu này khó này. Câu này chắc là
máy em không xem nữa rồi. Ok, chúc mừng. Nào, không lẽ em có trả lời gì à? Có lẽ khó à? Quyên Võ 264. Ok, 264 Yên Nguyễn này, 4 Viên Đá Tảng này, 4 Vũ Vui này, ok. Linh Cam thì ngây ngây loan tây thì trời ơi, cái tên đáng yêu thế hả trời. Bạn ấy hỏi là Tashka gì vậy? Tashka tí nữa chưa sẽ ra luôn bây giờ. Đây, không cần phải hỏi đâu cả. Ví dụ nhá, anh hỏi em nhé. この問題は難しいですね。うん。確かに、確かそうですね。うん。どうも。うん。確か。確か、rõ ràng là。rõ ràng là。rõ ràng。うん。うん。ví dụ như là、確か。rồi các bạn cho đáp bốn đi kìa。確かそうですね。đúng chưa? みたいな確かそうですね。うん。確かそうですね。Ừ. Tất cả là rõ ràng, trắng, chính xác, chắc chắn, có rất là nhiều nghĩa được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây, chỉ có thể là đáp án số 1, à không hiểu, đáp án số 4. Khẳng định chắc chắn luôn đúng không? Bởi vì số 1 là cảm ơn sinh nhật này. Sinh nhật của anh ấy là vào ngày 1 tháng 1, 1月1日 đấy. Còn số 3 là có tha bừng, nên là không phải đâu. Ok. Buồn ngủ quá. Ngáp. Được chưa nhỉ? Trước đây ngủ rồi mà, sao bây giờ vẫn buồn ngủ? Tiếp theo, kazeo hikanai yoni, kazeo hikanai yoni, kiyo tsukete kudasai. Chú ý đừng để cho bị cúm em nhé. Minasan, kazeo hikanai yoni, kiyo tsukete kudasai nè. Kiyo tsukete kudasai, ok. 1番, kazeo hikanai yoni, yoku yasunde kudasai. Kazeo hikanai yoni, gamatte kudasai. Eiyo ototte kudasai, chú ý sute kudasai. Thế rồi, cái đoạn đầu thì không cần phải nhớ được gì cả. Nhớ đoạn sau ạ, ok, được nhau hết. Anh gạch bỏ đi, làm mọi người hoa mắt. Hoa mắt thì chỉ cần nhớ cái này thôi. Cái này bảo vệ kia, đấy. Không phải nhớ mà phân tích đấy. Rồi, chúng ta có động từ kiểu kê lượng nghĩa là chú ý nhá. Chú ý giữ gìn để không bị cảm. Thì cái từ gì chú ý bây giờ, đáp án là số. Số mấy? Số 4. Tí nữa thì lại nói nhầm số như vừa nãy chưa? Thế rồi, bỏ qua nhá. Eiyo, eiyo, tote kudasai là gì? Anh dịch cho mọi người chứ. Eiyo là dinh dưỡng. Eiyo, thô đựng nghĩa là gì nhỉ? Cân bằng dinh dưỡng nhá. Cân bằng dinh dưỡng để không bị cúm. Hay câu số 2 là cố gắng để không bị cúm. Nhưng mà cái từ gambatte kudasai là cố gắng mà không, không phù hợp với từ kiyotsuke được. Và câu số 1 là gì nhỉ? Yasumimasu. Nhớ cái giá sân để okay. Nghỉ ngơi, không có phải là kiểu kê được nhá. Bằng với từ chú ý sư được. Thế nào? Cô số 2 đọc. Watashi wa sensei ni soudan shimashita. Tôi đã thế nào? Tôi đã thảo luận với cả giáo viên. Đấy, chúng ta phải biết được cái từ soudan kìa. Đúng rồi, chúng ta có từ soudan. Động từ soudan sư được nghĩa là gì nhỉ? Thảo luận với ai đó, đúng nào? Thế thì chọn đáp án mấy bây giờ? Xin mời tất cả mọi người hãy cho đáp án vào. Số đang tức là đến mà hỏi ý kiến đấy. Đến mà hỏi ý kiến, đến mà nghe và hỏi ý kiến đúng không? Đấy, mình vừa gợi ý cho rồi thì phải làm được chứ đúng không? Ừ. Ồ, thì trong này bỏ. Ý kiến ok kikimashita. Nhưng mà anh phải để cho mọi người nhìn, bởi vì mà nhớ mọi người không nhìn ra cái từ trừ từ ý kiến nhé. Ý kiến ok kikimashita. Ý kiến ok kikimashita. Đây này, mọi người chọn tao đáp án 1 đây này. Thế? Ừ. Thế? Thấy chưa? Thế là câu 1 thì là gì đây? Nói chuyện với thầy giáo. Sensei to hanashi wo shimashita. Tức là tôi nói chuyện về cái gì đó thôi chứ không phải nào. Sōdan tức là mình đến và mình thường mình sẽ đến xin hỏi, lời khuyên đúng không nhỉ? Hay là muốn hỏi lắng nghe ý kiến. Chứ còn nếu mà hanashi wo shimashita thì gần như chỉ là nói chuyện đơn thuần thôi chứ chưa chắc là ví dụ nói chuyện về một cái chủ đề nào đó. Chứ còn đây tôi đến mục đích là để thảo luận, để xin ý kiến về một cái điều gì đó thì chúng ta phải nói rõ ràng khẳng định ra là gì nhỉ? Iken no kikimasu ne. Được chưa? Mọi người hiểu chưa nhỉ? Này, các bạn có chọn đáp án 4 này. Đáp án 4 là gì đây? Câu số 3 đấy nhá. Watashi wa sensei to aimashita là gì nhỉ? Tôi đã gặp giáo viên. Câu này không được. Câu số 4 này, watashi wa sensei no iken ni sansei shimashita. Mọi người biết từ sansei shimashita là gì không? Sansei là tán thành. Tán thành đồng ý với ý kiến của giáo viên mà cái này chỉ là đi hỏi, đi thảo luận thôi nhá, đi đến để hỏi ý kiến thôi. Nên là chúng ta sẽ có đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 2. Em nói nhiều nhỉ? Quá nhiều. Hay. Hay vô tay vì cô thầy nói quá nhiều. Yeah. Rồi. Tiếp theo nè. Câu này khó này. Câu số 29 cố lên nào.
đây là tha dư nê rự đấy nhé. Chữ Hán đúng không? Tha dư. Tha dư nê rự. Các bạn không biết từ tha dư nê rự này thì sẽ không làm được. Tha dư nê rự này có nghĩa là hỏi. Đấy chứ nhỉ? Tha dư nê rự có nghĩa là hỏi. Đoạn 2. Đoạn 2. Chả ai chịu làm, toàn chém gió linh tinh nhỉ? Thầy hôn cô đi à? 29 đáp án 3. Ok. Tiếp. 29 đáp án 1. 1 với 3 giống nhau à, sensei? 1 với 3 giống nhau à? Kiki, đâu giống nhau đâu? Chả giống nhau gì cả. Khác ôi nhau một cái là Oshiete kudasai, một cái là Oshienasai mà. Rõ là khác nhau thế. Chắc giống nhau à? Oshienasai, Oshienasai. Nhìn Oshienasai cũng có nói đấy mà. Ừ, nhưng mà phải tùy văn cảnh lịch sử hay không lịch sử chứ. Oshienasai. Oshienasai mình chỉ nói với người bình thường. Nhưng mà cái câu này cũng cho của bố nhá. Tại vì Nasai. Oshienasai. Đúng không? Nasai chỉ nói với người thân thôi. Ừ. Nhưng mà nó cũng đúng không? Tại vì nó đưa ra cho chỗ, đây là một câu trần thoại. Thì bây giờ nhìn hẳn chữ gai cốc cửa zin kia cơ mà. Bây giờ tự nhiên thằng gai cốc cửa zin bảo mày chỉ cho tao đi. Oshien Nasai. Chỉ được ngay đi. Cô chỉ được ngay. Rồi, 2 với 4 giống nhau nữa, 2 với 4 đâu giống nhau đâu. Hội này toàn chém gió, chán lắm. Rõ ràng là cái khác nhau ở đây duy nhất là khác nhau ở cái trong ngoặc thôi đúng không? Nên là bây giờ chúng ta phải nhìn vào văn cảnh nhá. Nó mang nghĩa là hỏi. Hỏi là hỏi đường này, vị trí hỏi đường, hỏi ai thì nghĩa là gì đây? Ý nhưng mà trong câu này nó là dạng ni đạo. Các bạn nhớ này. Tazune nademasta này, nhớ chưa? Câu này có chữ nademasta này. Nhớ chưa nhỉ? Thì là bị, nhớ chưa? Anh Suzuki thì bị một người ngoại quốc hỏi đường. Được chưa? Thứ nhất là bây giờ chúng ta tưởng tượng trong văn cảnh là một người ngoại quốc khi mà đến hỏi một người Nhật đúng không? Thì họ phải dùng cái gì nhỉ? Cái cách nói rất là lịch sự đúng không? Nên là chúng ta sẽ chọn đáp án số 1 và số 3 như các bạn bảo. Thế bây giờ nhá, thế thì cái VT Kudasai và VT Sai sẽ khác nhìn gì nhau nhỉ? Cái này nó OCT Kudasai và OCT Sai đúng không? OCT Kudasai là dạng lịch sự rồi đúng không? Ý kiến là OCT Kudasai. Nếu mình đang gặp khó khăn thì về tìm đường nó thì sẽ nói như thế. Còn nếu mà nó là ý kiến là OCT Sai thì tức là nó hơi ở cái cấp độ là người trên nói với người dưới. Và trong văn cảnh thân thiết thôi đúng không nào? Thường là thân thiết thôi. Mẹ nói với con là nhiều đúng không? Hay là sếp nói với nhân viên đúng không nhỉ? Hãy làm cái này đi. Làm một câu này nhá. Bemasu này. Bemasu. Bemasu cộng với nasai nhá. Nasai. Yeah. Đúng rồi, một lịch sự, ba hãy chỉ đường cho tao. Chỉ đường cho anh á? Rồi. Đúng không? Nhá, thì nó chỉ khác nhau cái đấy thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ hiểu đáp án của chúng ta sẽ đáp án số 1 được chưa nhỉ? Ngoài ra mình sẽ thêm một tí này. Về mắt sự, về là sai đúng không? Anh Nhật á. Tuy nhiên, trong ăn nói thì người ta thường bỏ chữ đây. Người ta sẽ bỏ chữ thả bên á. Bỏ chữ sai này đi. Đấy chứ? Thì sẽ còn là thả bên á. Ví dụ như này, một người đưa thức ăn này. Ví dụ đây là con của thầy chẳng hạn. Đây là này, có thể thả bên á. Thả bên á. Tức là ăn đi nhé nhá. Ví dụ đang chơi game thì thầy bảo là nhỉ, học bài đi nhé. Benkyo shimasu đúng không? Bỏ mắt sự thì benkyo shina. Tức là bằng này là benkyo shina sai nhớ chưa? Nhưng mà bỏ chữ sai thì mất rồi. Benkyo shina. Rồi. Thầy. Ok. Ví dụ cho đồ uống này. Này. Nomina. Được chưa? Nomina tức là gì nhỉ? Uống đi nhé. Chắc chắn khi mà các bạn nghe anime nó sẽ có những cái câu như thế này. Mẹ, ví dụ xem nhóc Maruko chẳng hạn, mẹ Maruko bao giờ cho Maruko ăn những cái linh tinh cô đây ta bên á. Hay là ông của Maruko bao giờ nói Maruko cô đây ta bên á. Bên kia xin á. Được chưa? Nhớ chưa? Hai từ này. Rồi, hay và chúng ta sẽ bước sang giảng bài tiếp theo là giảng bài gì nhỉ? Cách dùng đúng của một từ trong câu. Tức là người ta sẽ cho ra một từ chưa? Vừa nãy có một từ thật dư nê được nữa cũng khác. Nhưng mà chưa ăn khác. Chưa ăn những ngôn này đúng không? Thật dư nê được này đúng không? Đó. Thật dư nê được này có nghĩa là thăm hỏi đường.
Các bạn nhớ nhé, vào hai bữa nãy chán mình biết rồi. Còn đây chán là thật sự đây được rồi nhỉ? Đến ghé thăm. Ghé thăm, đúng không? Ghé thăm nhà ai đó nhá. Kiều à, otaku, tazunete mo ii desu ka? Hôm nay anh ghé thăm nhà em có được không? Được chưa? Tazunete mo ii desu ka? Rồi. Chị Hàn khác nhau, được chưa? Tiếp theo, một số 30, gozonji. Gozonji. Chán zonji là chữ này. Đúng không? Shirimasu. Dôn gì? Rồi, câu này chọn ra bằng mấy nhỉ? Gô dôn gì? Gô dôn gì là thể gì đây? Bài 4950 thể Sôn kê gộ. Sổ thể gì nhỉ? Cô là từ gì nhỉ? Từ kính ngữ. Tôn kính ngữ. À, đấy là tôn kính ngữ đúng không nhỉ? Thế thì bây chúng ta sẽ có từ kê gộ. Kê gộ là gì đấy? Kê gộ là kính ngữ. Bằng với từ stemas là biết đúng không nào? Thế thì kính ngữ thì chỉ dành cho hành động chỉ người ngoài thôi đúng không? Căn cứ vào đó thì chúng ta sẽ chọn được đáp án mấy nhỉ? Loại trừ luôn những đáp án nào mà chỉ những cái người mà thuộc gần gũi với gia đình nhà mình, xung quanh mình ấy. Thì sẽ chọn được đáp án mấy đây? Đáp án số mấy nhỉ? Mọi người chọn đáp án mấy nhỉ? Câu số chọn đáp án 4 hả? À, chị Mập 1 à? Ok, rồi Mai Huế 1. Mình đã gợi ý cho như vậy rồi đúng không nào? Tức là gì nhỉ? Nó là gozonji là kính ngữ, là tôn kính ngữ đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ phải dùng với những cái hành động chỉ của những người lạ, người ngoài, không phải là người trong gia đình. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có đáp án số mấy nhỉ? Một là thằng hàng xóm ấy hả? Bạn tin này bạn toàn comment rất là buồn cười nhá. Đấy, câu số 1 đúng rồi, câu số 2, câu số 3, câu số 4 của chúng ta đều là đáp án gì nhỉ? Là haha, chichi và tashi là chỉ mình đúng không? Là chỉ mình, thế nên là chúng ta sẽ chọn được đáp án số 1. Tadaka san no denwa bango gozonji desu ka? Kính nhỉ? Đó, kính cười như là gozonji desu ka? Anh có biết số điện thoại của gì đấy? Của Tadaka không? Oh no. Rồi, được chưa nhỉ? Mọi người hiểu chỗ này chưa? Nếu mà kiêm nhiều nữ thì có hai cách. Ừ. Kiêm nhiều nữ sẽ là gì nhỉ? Zonjimasu nhá. Ừ. Hay là zonjiagemasu. Ừ. Hai kiểu nhỉ? Zonjimasu. Tôi biết ạ. Ừ. Zonjimasu. Đúng không? Ừ. Tiếp theo. Xong chưa? Rồi. Xong chưa? Mọi người ok rồi chứ gì? Hay. À, cái bài này là bài đặt câu à? Đặt câu mà. Rồi sang câu tiếp theo đi anh, câu 2 đi. Anh này lạnh quá. Câu số 2, komakai. Chúng ta có từ komakai gì nhỉ? Komakai là nghe nhiều từ komakai okane là tiền lẻ đúng không? Thế bây giờ nhớ thêm một từ komakai có nghĩa là nhỏ, vụn, nhỏ, tí nhá, vụn vặt. Chi tiết gì đó. Chi tiết, chúng ta có rất là nhiều cách dùng một từ komakai. Komakai koto là những cái điều nhỏ nhặt. Hay là gì nhỉ? Komakaku kitekurasai là gì? Cắt cho nó nhỏ ra ấy, vụn ra. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn được đáp án mấy đây nhỉ? N4 mà khó quá. Thế thì mới phải học đây này. Thì ra làm những cái bài này có một cái mẹo gì? À có mẹo gì không cô? Có. Mẹo thì phải đến đây hỏi cô. Cô sẽ nói chuyện riêng cho. Thứ nhất, những cái bài làm đặt câu như thế này thì thường chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của từ vựng kia đã nghĩa. Đúng rồi, một là như vậy. Đấy. Còn khi mà chúng ta hiểu được với nó rồi thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Thường nhá, ví dụ komakai thì sẽ đi với những cái gì nhỉ? Koto vừa nãy này, hay là cắt nhỏ này, hay là tiền lẻ này, hay là những cái gì mà nó vụn và ví dụ như là bụi cát này, cát nhỏ. Hay là như vừa nãy chúng ta biết từ gozonji là biết là tôn kính ngữ của từ stemas thì chúng ta sẽ phải nhớ là tìm cái từ này nằm trong câu nào mà gì nhờ thể để chỉ cho người lịch sự. Tức là chúng ta dùng để hỏi ai đấy thì cần gozonji desu ka. Đúng rồi, chúng ta tìm những cái gì nhờ, cái dấu hiệu quanh đó. Thì ví dụ câu này sẽ không thể nào mà komakai đi với từ kutsu câu số 1 được, là cái giày đúng không? Không thể là cái giày nhỏ lẻ được. Hay là không thể nào mà gì nhờ komakai onanoko. Không thể nào đi được với một người con gái này, hay cũng không thể nào đi được với một quả táo, được chưa? Mà nó sẽ phải đi với một từ là từ suna. Suna là gì nhỉ? Hạt cát đúng không nào? Nên là chúng ta không cần đọc cả câu, chúng ta nhìn ngay xung quanh nó thấy cái từ như vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án số 4 nhá. Mọi người hiểu chưa? Thì câu số 4 là gì nhỉ? Đau. Đau. Đau vì mắt bị
bị hạt cát nhỏ nó bay vào. Hạt cát nhỏ nó bay vào mắt nên là nó đau nhá. Bụi bay vào mắt nên đau rồi. Động cơ số 3 này thì chúng ta phải là chi sai được nhá. Ừ. Chi sai. Được chưa nhỉ? Chi sai desu ga oishi desu. Câu này cũng thế. Chi sai onna no ko này. Ừ. Được chưa? Chi sai. Chi sai onna no ko ga kuen de asondemasu. Đây. Động cơ số 1 thì sẽ là pittari. Ừ. Pittari là vừa với tôi hay là ao quá ta xin thì qua ao này sẽ được rồi, được chưa? Thôi. Cả hai máy đều đơ, em không xem được cái nào cả. Được chưa? Anh sang câu tiếp theo cho mọi người nhìn đi, chọn đáp án trong lúc mà mình không xem được. Anh. Rồi chúng ta sang tiếp câu số 32, gợi ý nhá, chữ yoai. Yoai là yếu, đấy nhỉ? Yếu hay là ok. Thế thì chúng ta sẽ nhìn yếu thì đi với cái gì yếu bây giờ? Yếu thì chúng ta có từ ví dụ nhìn ngay cái danh từ xung quanh nó nhá. Kiêng là gì nhỉ? Kiêng là nhiệt độ đúng không nhỉ? Nhiệt độ nê đàng. Thế thì không thể nào mà nhiệt độ yếu được đúng không nào? Nhiệt độ phải là thấp đúng không? Hay là nê đàng là giá cả thì không thể là giá cả yếu được. Hay là gì nhỉ? Yoji. Yoji cũng không thể nào mà yếu được vì yoji là cái gì? Là có việc bận đúng không nào? Thế thì đáp án chỉ có thể đáp án số mấy thôi? Đáp án số 4. Karada ga yowai desu, là cơ thể bị yếu. Mọi người thấy chưa? Chúng ta không cần phải nhìn ở câu mà chúng ta chỉ cần nhìn cái danh từ hay những cái từ mà thường xuyên đi kèm với nó hợp lý nhất thì chúng ta chọn ra đáp án thôi đúng không nào? Đầu tiên nếu mà câu đầu tiên là kiêng tức là phải là hikui. Ừ. Kiêng là gì? À, nhiệt độ. Nhiệt độ thì phải nhiệt độ thấp đúng không? Thì cười thì thế. Sư và nê đang gái gia sư. Được chưa? Giá cả ở siêu thị thì rẻ. Rồi thì yoji thì thế. Yoji ga tasang ate, tức là có nhiều việc bận nên là có rất là nhiều việc bận nên là tôi rất là bận. Rồi. Isobashi desu. Hai. Được chưa? Rồi. Ok, có bạn bảo em là không được nói nghĩa trước. Ok, mình sẽ không nói nghĩa trước nhá. Hai, bây giờ xin mời mọi người chọn câu số 33 đó mấy nhá. Con này quá dễ rồi. Mạng lag quá sensei ơi. Ờ, nhà cô đang lag tung tóe này. Khổ lắm này. Có cái bạn này có cái nick XO. Không, có khi mọi người không thích mình nhưng là mọi người sẽ xếp ít sao. Tình cảm không đủ truyền tải hết. Ba đúng rồi anh cơ. Đúng không? Ba. Trần ơi. Osaka kara Kyoto e hikkoshi. Đúng không? Đúng. Ừ. Nhà đúng không? Chuyển hikkoshi, hikkoshi tức là chuyển nhà hikkoshi master. Được rồi. Đấy. Dễ như này là gì nữa? Thấy chưa? Chuyển nhà thì phải dùng như vậy đúng không nào? Ừ. Tiếp theo. Nào. Em bật đi lên cho anh thu đúng không? Em không chữa cho mọi người câu vừa nãy à? Chữ nữa. Câu này quá dễ là không biết được gì nữa. Ừ. Sire là gì đây? Xin phép đúng không? Nào nhìn lên nào. Bạn tiết dở và kể mà có không thì em sẽ cho không sao. Nhưng mà nó cứ cho em một sao thấp nhất. Thế mà đọc được câu này quá là buồn luôn. Cảm thấy cuộc đời thất vọng. Nhanh đi ngủ kẹo. Dũng sensei buồn quá rồi. Hai. Thành sensei. Ô 8 giờ rồi à? Ừ. Anh có đi ngủ quá. Sao muộn thế nhỉ? Thế thôi chữa này thôi. Tại mình hôm nay muộn mấy phút rồi. Đây, đoạn mấy đây? Ba từ có người 4 này, có người 3, có người 1, 1 nhiều nhất đúng không? Ừ. Giang NV. Có bạn Giang NV này, 3 này.
Phan Tú ngân hai này. Thế là một nhiều thì chọn 51 là đúng rồi đấy. Cô giáo dịch câu này Yugata ni narimasta node mou shitsurei shimasu. Hai, Yugata ni narimasta node mou shitsurei shimasu. Là gì nhỉ? Xin phép. Tức là gì đây? Ôi, chiều rồi cơ à? Chiều kiểu Yugata là muộn đấy đúng không? Ôi đến chiều rồi, tầm khoảng 4-5 giờ Yugata. Chiều rồi, tôi xin phép đây. Nhớ chưa? Mou shitsurei shimasu thì là xin phép. Tự nhiên em chảy nước mắt. Thế thế không? Câu số 2 này. Sensei wa mainichi shigoto ni gakko kara kaerimasu. Tức là ですね. Câu số 3 này. Sumisei ni kuru okakusan wa ichimo sugu ni shitsurei shimasu. Không phải. Tức là gì? Chúng ta những vị khách đến quán của chúng ta thường ngay lập tức gọi món chẳng hạn. Đúng không? Chumon shimasu. Ngay lập tức gọi món chẳng hạn. Hay là ngay lập tức đi vệ sinh đúng không? Sự thì tôi đây đi ikimasu. Tức là đúng nào? Hay câu số 4 này. Watashi ga toru to taxi wa sugu ni. Khi mà tôi đi qua thấy chưa? Toru thì cái xe ô tô này ngay lập tức nó thế nào dừng lại đúng nhỉ? Sugu ni tomarimasu đúng nào? Chính xác chưa? Ok? Ok. Nihon để anh chị nhận ra là mô stress shimasu. Đúng rồi. Bạn best violet này là đúng rồi. Giờ 8 giờ rồi nên là gì nhỉ? Em xin phép. In this car. Hay, rồi. Sensei xúc động. Không cho kẻ chữ Hán vào luôn đi sensei, đúng không? Nhưng mà sao cho chữ Hán được? Bởi vì đây là đề mà. Mọi người có một cái đặc điểm là đề N4, N5 ấy, thường là nó hay đánh lừa mình ở cái, hay làm khó mình ở cái nó chỉ cho hiragana, nó không cho chữ gì nhỉ? Chữ kanji. Chữ kanji nên là rất là khó đúng không? Nhật nó bị điên, mấy thằng điên nó cho thế. Anh đấy. Chứ còn gì nữa? Tự nhiên trong mấy cái bài thi này, cái trò không cho kanji, ví dụ cho kanji thôi, nó cho gì nhỉ? Nó hiragana trên đầu á. Đúng không? Ví dụ cái này nó chumon đây này đúng không? Chumon đấy. Thì nó dễ đọc hơn là toàn chữ hiragana như thế này đúng không? Đúng không bạn? Rồi. Nên là mấy thằng ra đề là muốn nó bị hầm thần kinh. Anh này hầm mà. Rồi bây giờ rất là nhanh, chúng ta còn một đoạn nữa. Đó là phần gì nhỉ? Phần gì đây? Phần ngữ pháp. Mọi người có muốn làm nữa không? Bởi vì sợ mọi người muộn rồi á. Đâu, bạn ngữ pháp bạn làm ngữ pháp nhanh lên. Có làm không? Hay thôi nghỉ. Nhìn này mình chữa luôn ngữ pháp của các bạn. Dễ lắm nhỉ? Cái này là Nihon, Nihon Go à? Hasami rồi nè. Đế rồi, nghĩa là trong ngữ pháp là năm rồi, đúng không? Cái này nói trong tiếng Nhật nói là Hasami. Thấy chưa nào? Tiếp theo, câu số 2 này. Kyoshitsu kirei ni souji shita ra sensei. Sau khi tôi thì đây, tôi dọn dẹp sạch sẽ phòng học thì được thầy giáo khen. Homerareta là được khen, được ai đó khen thì dùng trợ từ ni đúng không? Đó số 1. Ni. Thấy chưa? Sau hai câu thấy chưa? Tiếp theo. Câu số 3 này. Đấy, coi như chúng ta ôn lại bài thấy chưa? Nhanh thế. Đâu nhanh đi. Ôn em cứ lại đi, em cứ lại đi. Em xem. Các bạn thấy thế được không? Tại vì thời gian của chúng ta có hạn á. Thấy chưa nhỉ? Làm cả tiếng đồng hồ à. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Câu số 3 này. Atarashii eki ga dekite. Dekite. Eki ga dekite tức là gì nhỉ? Người ta mới xây xong một cái nhà ga mới. Kono machi wa niyaka. Kể narimashita đúng không? Đây là tính từ gì đây? Tính từ đôi na thì ở đằng sau nó động từ narimashita, động từ sẽ là ni đúng không? Niyaka ni narimashita. Đáp án số 1. Ni narimashita. Nếu mà gì nhỉ? Nó là tính từ đôi y thì mới bỏ y đi cộng cự hàng nào? Được chưa? Tiếp theo câu số 1. Kono mon wa lai shuu no getsuyobi kaesanakureba narimasen. Cho đến gì nhỉ? Cho đến thứ hai thì phải trả gì đây? Trả cuốn sách này. Thì đáp án chúng ta là số 2 này. Mà đến ni con học rồi đúng không? In desu ka? Trong ngày thứ hai thì phải trả thấy chưa? Tuần sau nữa sa lai shuu. 42 đúng rồi, 31 42 chính xác.
Câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo này. Câu số 5 này. Party ni kimasu. Mình chơi nhá. Mọi người chọn đáp án đấy. Không kịp comment tự trả lời. Chữa luôn thì mới nhanh được. Ừ, anh chữa đi, anh cứ chữa đi. Bạn nào có mình nhanh thì là gì nhỉ? Trước lúc thầy đưa ra đáp án thì sẽ làm được nhỉ? Ok thì con mình nào. Đánh nhanh luôn đúng không? Đánh nhanh à? Asa Tanaka-san wa party ni kimasu ka? Ngày mai anh Tanaka có đến không? Đến party không? Mada henji ga arimasen kara. Vẫn chưa gì nhỉ? Vẫn chưa trả lời nên là gì nhỉ? Kadoka đúng không? Còn số 2. Cứ kadoka wa arimasen. Chả biết là nó đến hay không nữa. Đúng không nhỉ? Đấy. Còn số 6 này. Sakki kara kasa wo sagashiteru kedo. Sau khi cả từ ban nãy đúng không? Tôi đã là tôi đã tìm gì đấy? Tìm cái ô của mình đấy. Thế nhưng mà gì nhỉ? Chẳng thấy ở đâu cả. Chẳng thấy đâu cả trong trong đáp án nào. Đô đê là không phải rồi đúng không? Đô đê là không phải rồi. Bột chi đà đế mộ, đế mộ, đô cô đế mộ. Ở đây chỉ có là đô cô ní mộ đúng không? Bởi vì gì nhỉ? Nó diễn tả cái trạng thái cái gì đó ở đâu đó đúng không? Chẳng có ở đâu còn sẽ là ní, đấy chưa? Ừ. Ok, đáp án số 4. Doko ni mo ne. Doko ni mo nai. Thế nào? Chẳng có ở đâu cả. Đúng không? 1 đây này. Doko ni mo là sai rồi. Cái từ mà bình thường là kasa đúng không? Kasa phải kasa ga doko ni arimasu. Chứ nhỉ? Mọi người thì sẽ hiểu trong cái bản chất của nó chứ không phải. Doko ni mo. Doko ni mo kirei desu. Thế là gì? À, đồ cô đế mộ arimasu. Đồ cô đế mộ thì đi biết khẳng định đúng không? Chỗ nào cũng có đồ cô đế mộ. À đồ cô đế mộ thì nhầm đúng không? Đồ cô đế mộ thì đằng sau nó là nó đi kèm với thường cái tính từ. Động từ đúng không nhỉ? Động từ. Tính từ được. Đồ cô đế mộ gì đấy xíu. Rồi tính từ hay. Ok. Hay xong chưa nhỉ? Không phải đâu, cái gì nhỉ? Phân biệt giữa đế và ní ở chỗ này nó sẽ phân biệt ở cái động từ đằng sau đi kèm với nó. Các bạn hiểu từ ca xạ đúng không? Ca xạ đi với nai này, arimasen. Arimasen thì gì nhỉ? Không có ở đâu, thế là nơi đó là ní nhá, được chưa nhỉ? Được chưa? Hay. Hay. Được chưa? Thế là 4 đúng rồi. Tiếp theo nhá. Netsu ga. Chả này đọc gì đây? Đúng rồi, đọc cái này đấy. Sagarimasu. Sagarimashita. Tức là Hesoto. Đỡ soto chứ. Đó. Mo yoku narimashita. Ừ. Câu này khó. Câu này khó. Ừ, có câu nan đến một này. Nan đến một này. Nan demo nai là chẳng có gì. Không có gì. Nó là một cái cụm từ rồi, nan demo nai này. Ok. 73. Sai rồi, 7 không phải là 3. 711. Đúng rồi, sukari. Các bạn đã chọn từ này đúng không? Mo sukari này khỏe hẳn lên rồi, các bạn nhớ nhá. Mo sukari yoku narimashita, tức là khỏe hẳn lên rồi. Còn haki là rõ ràng. Đấy chưa? Hakkiri đằng sau động từ của nó là thì thường đi với động từ là imasu. Hakkiri imasu đúng không? Hakkiri iu ですね. Hakkiri imasu. Hakkiri iu to hakkiri imasu. Đấy chưa? Zen zen là hoàn toàn là không phải đâu. Đi với phủ định là chít tổ mộ, mà chốt tổ mộ cũng đi với phủ định là không phải. Đúng không? Chít tổ mộ ですね. Chít tổ mộ. Câu số 8. Go hàn. Ato de. Ato thì bao giờ đi với ato de. Cô biết là ato de rồi. Không phải suy nghĩ gì đúng không? Sau khi ăn cơm xong thì đi xem phim không? Ikanai đúng không? Ega ga ikanai. Được chưa? Cái này bỏ qua luôn nhá. Dễ này. Tiếp theo. Kono kopi ji ga usui no de mou sukoshi kudasai. Koi có một động từ koi này, nhớ chưa? Koi là đắp lên, nhớ chưa? Đây này, nên các bạn chia xem chia ở đâu. Chữ usui là mờ quá đúng không? Usui đấy. Chữ usui có vẻ khá là khó.
dưới. Hay, usui no de, mou shikoshi koku shite kudasai. Koi, 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 koi. Con nghe thấy đi ở đây, anh nhìn nào. Thôi, anh cứ xem đi. Đấy. À, nó xuống máy đây. Tính từ y chỉ bỏ y đúng không? Koku đúng không? Koku shite đúng không? Koku natte kudasai là không phải. Koku ni shite kia là phải. Koku shite kudasai. Em đấy ka? Đó là số 2, chính xác rồi đấy. Ok. Được chưa? いいんですか? Tiếp theo. Tiếng Pháp của chúng ta. Tanaka-san,中国料理が作れるんですね. Oh, sensei. 中国料理は作れるんですね. Chan-san-ni. Đây này, còn ni này thì nhá. Ni thì mà đi kèm với cái gì không? Mình nhắc mãi thôi. Xem còn sau nó làm cái gì đấy. Chan-san-ni. Là gì đây? Có đáp án chưa? 10, mọi người chọn đáp án. 10 đáp mấy? 2. 2 á? Đúng 2 không? Đâu? Dán lên 2 à? Tâm tâm 3 à? 12 à? Ôi dồi. Thấy không? Ừ. Tại vì cái máy của mình lên chậm á. 12 này, 14 này. Ừ, 2. Đúng, 2. Ní phải đi kèm với này là Morata đúng không? Chính xác. Được, hắn là giỏi đấy. Tại sao không phải 4 này? 4 á. Oshie saseraretan để tức là bị bắt đúng không? Ừ. Tức là tôi đã bị anh cha rằng bị bắt dạy, tức là mình lại dạy thằng chàng. Ừ. Đúng không? Đúng. Cái dạy saseraretan tức là bị bắt mà. Bị thằng cha nó bắt dạy. Bị thằng cha bắt dạy tức là dạy cho ai không biết, nhưng mà tóm lại là mình phải dạy thằng cha. Đây là thể bị động sai khiến đúng không? Thể bị động sai rồi nên là các bạn làm sao cũng được. Mà N4 chưa học thì chúng ta chọn đáp án 2 thôi nhá. Đúng rồi. Ok. Inesca tiếp theo. Ừ. Câu số 11 này à? Em mở lên. Không. Mở đâu. Đấy quá. Đâu lên nữa. Ai. Câu số 11, 12 nào? Nào, mọi người chọn luôn đáp án, hai đáp án nhá. Hai câu. Cố lên, đã xong rồi. Còn mấy câu nữa. Ở đây chúng ta chỉ còn, ôi dồi ôi, còn hai trang nữa. Hai. Soto de saka o shite tara, kyū ni ame ga futte kita. À, furi dashita. Ở đây có dashimasu này, nghĩa là có một dạng người nhà động từ phức, tức là động từ dạng masu. Ở đây là động từ dạng masu, lần sau thêm một động từ nữa. Về masu cũng đa sự đấy nhỉ? Ừ. Thế nhỉ? Trời đột nhiên mưa đấy thế. Mọi người chọn đáp án 1 và 2. Ơ. Đáp án là 1. Chỗ này là cách gì nhỉ? Cách động từ phức nhá mọi người nhá. Động từ phức chúng ta có động từ ghép ấy, đúng rồi, bạn nói động từ ghép cũng được. À, furi dashimasu, động từ bỏ mas cộng với dashimasu là gì nhỉ? Trời đột nhiên mưa nhá, đột nhiên mưa. Cái gì đó bắt đầu đúng không? Ừ. Okay. Ví dụ lấy ra, ví dụ trong túi mình lấy ví tori dashimasu. Hay. Tori mas đúng không? Là lấy, còn dashimasu này, tori dashimasu. Hay. Được chưa? Rồi, thế còn câu số 12 các bạn được chọn đáp án 4 à? 2. À đâu đây, được chọn đáp án 2 với 3 chứ? 2 3. 私の部屋には家族の写真がたくさん飾って。À, một mẫu câu gì nhỉ? Trong bài 38 à? Chả biết bài bao nhiêu, như bài 38 chứ phải. 38, 39. 29, 30. 30 à? Em không lâu, nhớ. Lâu rồi không phải, N4, N5 nên là không nhớ nó thuộc bài nào. Nhưng mà N4 à? Nhưng mà mẫu câu là gì nhỉ? Kazatte aru, đúng không? Đó là đoán số 2. Ừ. Chính xác không? Chạy số 3 được. Tấm lòng phòng của người thầy. Phòng của tôi có trang trí ảnh, gì nhỉ? Ảnh của gia đình được nhé. Thầy giáo mà nhìn thấy học viên làm sai thấy như ngồi trên đống lửa. Đúng rồi, tha động từ thì đi với VT Animas nhé. À, rồi. Tiếp theo đi. Ừ, câu số 13. Số 13. Kimura-san, shatsu no botan ga. So desu yo. Arigatou gozaimasu. Kyo tsukimasen deshita. Thì câu này là gì ạ?
Em không để ý nhớ chưa? Ki ga tsukimasen deshita. Ki ga tsukimasen deshita. Câu này là sắp đến nơi rồi. Chị nhỉ? Sắp đến nơi rồi. Ừ, cái so sẽ có hai cách dùng trong N4. Một là có bạn nào mà hai kinh thế? Đâu, hai đâu? 12 13. Ơ thì 13 đâu? 13 4 hả? Ờ ờ hả? Nhìn trên màn hình. Ờ đâu? Nhìn màn hình máy tính. À đây màn hình máy tính đây. Ừ. Rồi cho đáp án đi. Đáp án á? Đúng, đáp án số 4. Tổ đây là tức là bị tuột đúng không? Bị tuột đúng không? Vì tuột thì mình chia là so đây là gì ạ? Khi mà mình trông nhìn thấy bằng mắt đúng không? Điều gì đó thì mình sẽ gì nhỉ? Chia dạng mắt sự đúng không? Tổ đây mà bỏ mắt sự đi. Còn mẹ so là sắp cái gì đó đến nơi rồi đúng không? Ừ. Ừ. Sắp tuột đến nơi rồi kìa. Sắp tuột rồi đúng không? Quả sắp tuột rồi. Hay là đây một cái gì đó mình để đây đúng không? Ôi cái bút sắp rơi đến nơi rồi kìa. Thì là ochiso desu ne. Pen ga ochiso desu ne. Được chưa? Ochiso desu. Rồi. Được chưa nào? Hay. Xong. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhé. Có người Nhật này. Đâu? Yue à. Nihonjin ga irun desu ka? Nihonjin no kata deshou ka? Benkyou shite ru. Benkyou shite ru no kana? Hai, ima benkyou shite masu yo. Chichichi. お母さんお母さん芸能の前っけで違うかお母さんじゃないよ、うん、分かんないわかんないですじゃあ見えるよ天日、みんな天日おめえがファイナルに行こう多分日本人ですねうん漢字が書いてる名前がたくさんいるんですねあかんかんはい、OK 次、14番すみませんそこのパソコンをいただけませんか？でらい、ええ、いいですよ、どうぞ。こないでらい。こない、ちゃんばいはいいんじゃん。もたま。うん。もたまってさっきな。あ？あれもたま？どう？どうぞ、もぐちゃんばいらい。使わせていただけませんか？どう？Cho tôi sử dụng cái máy tính này được không ạ? Rồi. Ví dụ xin phép về sớm thì nói như nào cô? Hayaku hay là hayame ni kaerasete itadakemasen ka? Được chưa nhỉ? Hayaku kaerasete itadakemasen ka? Ok. Được chưa nhỉ? Ok, chiki ikimasu ne. Chiki. Số 15. Số 15. Tanaka-san. 国へ帰ったら何をしますか？うん。さっき弁当でアンチラムゼイルも。父の仕事つもりです。つもりせだぜにゃ、てや、トゥアン、コンボイつもりですね。うわ。レフォーム、だい、ぞい、おい、ほんない、ちゃ、せ、先生、にゃ、てねん、じか。だい、にゃ、もにゃ、はてんな。なまんでしょう。はい。あま？15番は。こんないぜ、えぞ、こんじぬが。ベルつもりは手伝うですね。手伝うつもりです。トイベルで、トイベルで、助け工業を行う。皆さん、可能で、không phải ね。可能。手伝う、助け工業、手伝う。どうも。次、行きます。おー、ヘッド。これは何だ？これは、dạng bài sắp xếp sao。さあ、もう、じゃあ、もう、5個は、もう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 、Mọi người thật là siêu phàm, có bạn nào học từ đầu đến cuối đây không? Ừ. Thì đây, lái siêu mô party nó bà số sử dụng tay để sử dụng. Em muốn biết cái địa điểm party của tuần sau. Ừ. Thì anh hỏi ai bây giờ? Giật cả mình. Đây này, anh hỏi, cái câu này là anh hỏi ai bây giờ đúng không? Ừ. Mọi người chọn được đáp án chưa? Bởi vì mạng nó hơi chậm nên mình sẽ không thể nào mà đọc kịp được á. Hai. Ừ. Dare ni yonban ni ichiban. Dare ni kikeban. À, đâu số 3 này, sao sẽ bạn. Dare ni kikeban. Ii desu ka? Wakarimasu ka? 2番. 2番. À nào, 4 1 3 2. À, trời. Ôi, anh này. Shichirei shimashita.
Đúng rồi, 4, 1, 2, 3, 2 này. Đấy. Đâu? Không, mình kia, mình kia, mình kia. Bạn nhìn này sao? Đấy, ok. Tiếp theo này. Sumimasen, shiryo o heya ni wakarimashita. Heya ni. Con này quá dễ rồi. Mình làm luôn nha. Chi liệu tức là gì, là tài liệu thì quên tài liệu thì là wasureta no de, tôi quên tài liệu ở trong phòng nên là gì nhá, cái tài liệu thì là mình phải đi lấy về, đi lấy thì là gì nhá, tori ni itte kimasu, 1 3 4 được chưa, wakarimashita. Hay đi nè ska. Ừ. Chugi chugi chugi. Ok, cứ đi đi, cứ đi đi. Tiếp theo con số 18 này. Onaga sukimashita. Onaga sukita. Vừa chữa đầy còn vừa làm màu, còn khổ lắm ấy. Ê, kare. Nghe con này cần quen, kare demo. Ừ, kare demo. Gì nhỉ? Chữ tabe te anh sửa lại thành tabe ni. À, cái con này. Bỏ te đi. Tabe ni đi. Bỏ chữ T đi, bởi vì chữ ni có rồi. Bỏ chữ T đi. Ừ. Kare demo gì nhỉ? Tabe ni ikimasho. Gì nhỉ? 1. 1 mấy? 1 3 2 4. Rồi, 1 3 2 4. Tabe ni ikimasu ka? Tabe ni ikimasho ka? Hả? Hai, con số 19 này. 11 gatsu ni haitte. 11 gatsu ni haitte. Thì đây. だんだん寒くなってきた。だんだん寒くのはなってきた。OK。なんじゃ。ほら、ばあさんも持って。はい、で、だんだんじゃれ。な。のは。うん、食べるわ、でんそうね。ばあもこない。ほら、ばあもこない。ずんがんね。OK, tiếp theo nào. Còn mấy câu nữa anh? Một câu. Mười. Câu cuối cùng à? Ừ, câu cuối cùng. Cuối cùng này. Ê, nè, stê đứt. Tanaka-san ga. Tên 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 tên. Là gì? Ê, sửa nó cắt ta. Câu này cho các bạn làm xong rồi chưa? OK. Ừ. Anh mệt rồi đúng không? Mọi người nói câu cuối nè. Làm ăn chưa? Máy em đơ không được mà. Câu máy này mày gọi anh nhé. 3142. 3142 á? Ừ. 3142 1324 này. 142 này. 1324 này. Thật ra đúng nhá. Thế đi. Hết chưa? Hết rồi. 3142. 3142 3142. Số cài. Số cài xa lê được. À, số cái sai được telebi. Câu này hơi xoắn đúng không? Câu sai này một là gì à? Telebi đấy à? Ừ. Telebi đấy. Quá xoắn. Tanaka-san ga. Tiếp theo để thầy cho đáp án này. Ôi giời ơi, chưa có ai làm đúng cả. 2 4. À, đúng rồi, 2 4. Telebi đấy. Sao đó? 1 3 2 1 1 2 4 1 3. Rồi, đáp án của chúng ta là 2 4 1 3, nghĩa là không phải 1 3 2 4 gì đâu. Trời ơi. Cái sao? Anh nghe chỗ này chứ là quá được thì hợp lý hơn đấy. Gãng được không? Ừ. Thì Tanaka-san ba, chutomete kai sa. Ngoa. Cái sao mà mấy đáp án sai? Các bạn nhìn nhầm. Ừ. Sao đáp án sai vậy? Đúng rồi, đáp án là 2413 nhá, chứ không phải 3142 đâu. Tức là chủ ngữ của chúng ta là tài sản công ty. Công ty mà anh Tanaka đang làm việc, Chitomete được đấy. Công ty mà anh Tanaka đang làm việc. Thế hình như là được gì nhỉ? Giới thiệu ở trên TV. Đấy, được đúng không? Được giới thiệu ở trên TV đấy. Câu được chốt không? Khó quá đúng không nè? Khó không? Ghét nhất bài xếp câu này vì toàn sai, Yến Mai. Thường thì nó sẽ so cái dạng là gì nhỉ? Đây này, 2 này là động từ đúng không? Bao giờ đứng trước cái danh từ công ty này nhỉ? Công ty thế nào? Anh Tanaka đã làm việc. Tanaka-san ga chitomete iru. Anh nói bé hơn con rất mình. Được chưa nhỉ?
はい。紹介されてるらしいです。Được chưa? Rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài ngày hôm nay với một câu hỏi hơi bị xoắn quẩy một chút. Đi ngồi hỏi đây trước bài này đã. Rồi chúng ta sẽ làm cùng mình cái câu này nha, mình đọc và mình điền luôn đây cho các bạn này. Và đọc và dịch luôn này. Ok. 私は vẫn còn. 私は去年の3月に東京の大学の留学するために日本へ来ました。じゃあ、これ次どうぞ。東京へ来てからもうすぐ1年です。どうも。さっき言ってんじゃって、うん。だもう何ぞ、さも何ぞ。東京に来た。今日はちょっとばっかりですね。このようにばっかり。ばっかりの頃、例えば、ファン、それだん、ブーブーでんじゃ。どうも。驚くことが多かった。ファン、それだん、ブーブーでんじゃ、聞いておいでんじゃ。こっちなんで、よけんどんや、にん、多かった。にゃお。điều khiến tôi ngạc nhiên. Được chưa? Tiếp theo, ta tuê bà, cái câu này chắc chắn là ta tuê bà sẽ. Ta tuê bà. Ví dụ như là gì nhỉ? Người nó đông nhỉ? Được chưa? In the sky. Tiếp theo nhá. Machi ni wa hito ga takusan imasu ga, minna aruku no ga hayakute tottemo kaijirosou desu. Tức là gì đấy? Mọi người đi bộ rất nhanh thì và trông có vẻ rất là bận rộn. Chắc chắn ở đây mà isobashi rồi. Iso là si đến đây thôi, còn bỏ chữ y đi nhớ chưa? Không có chữ y này nhớ chưa? Bởi vì là so mà có vẻ nhìn rất là bận rộn, bận rộn. Được chưa nhở? Trên đường phố thì rất nhiều người và mọi người đi bộ rất là nhanh, trông có vẻ rất là bận rộn. Tiếp theo, toku ni asa no densha wa hito ga takusan notte ite minna okotte iru okot ocotta yona caos de imas. Và gì? Đặc biệt là trên xe điện thì có rất là nhiều người. Được chưa? Trên xe điện thì có rất là nhiều người đi. Có rất là nhiều người đi này. Và họ luôn tỏ vẻ. Tức là caos de là tỏ vẻ đúng không? Tỏ vẻ như là đang tức giận điều gì đó. Họ minna tất cả mọi người đúng không? Đang tỏ vẻ như là đang cáu đó. Được chưa nào? タイン先生は怒ってるような顔してますね。でもタイン先生は寂しい、寂しいそうな顔してます。はい、OK。出たよ。私のふるさとは人が少なくてとっても静かなところですから、最初は少し怖かった。って感じだ。これもどうやって一人で何や、何分の一人バージライ。Và rất là yên tĩnh. Nên là ban đầu khi mà mới đến Nhật á, nhìn thấy đông quá nên là tối hơi sợ một chút. Ok. Demo saikin desu ne. Saikin desu ne. Narete kimashita. Saikin desu ne. Ở đây chính là gì? Dần dần à? Dần dần à? Chắc là dần dần thôi. Nhưng mà gần đây tôi đã dần dần quen rồi. Chắc là mình đoán là thế. Thì cho từ dần dần đây xem phải nhé. Dần dần. じゃあ、それから東京には面白いところもあります。まあ、じゃあ、東京も có những chỗ rất là hay ho。じゃあ、この前大学の日本人の友達、いいの？あ、とにかく今回分析したのは、あの、最後はもらいました。で、ちょっとやんなっちゃってるわ。あ、ちょっとにね。どうにもらいました。とにかくね、この前の大学、この前、ファイライ、大学の友達に、ニュージーの友達に、でだ、この前の自己体、ほんめた。でだ、メイホンチュー、メイホンチュー、て、もっとね、ば、ねえ、や、おちょんちょん大学、だ、ざんとい、ディーデン、もっともいちゅうこう、あ、ドキュー、えや、バイビーディー、なんでや、もらいました、ねえ、えや。でだよ、そのお寺は高いビルの隣にありました。あれだよ、今なの、ビンチャーに見たんや。簡単なのは、東京は古いものと新しいものが一緒になっていて、とても面白いと思います。といったらいいのは、東京で、どんな土地、どんな土地、バイビー、なんか、人間、古典は、人間、もう、一緒になっていて。
Here we go. これからもいろいろなところへ行ってみたいです。な。で、ナイビさんで、もう、リニオナジャンルが。え、イェーイ終わりました。あ、なお、お題もない。かわいい。かわいい。Đầu tiên đã thảo luận với nhau là không dạy phần này, xong rồi mình chỉ đến ngưỡng đấy thôi, còn cứ đòi tự nhiên dạy, xong rồi mọi người chả ai thèm xem. Có xem mà. Đâu rồi? Mọi người ra hết rồi, thấy chưa? Anh thấy đuổi hết mọi người rồi. Mình thấy chưa? Mình đoán đúng không? Mặc cà ri này đúng không? Mặc cà ri này. Thật tươi ba, có thật tươi ba này. Isoashi này đúng không? Tiếp theo. Ồ, đan đan. À không có đan đan. Nhầm tới đan đan thì nhỉ. Cuối cùng. Dạ tốt. Cuối cùng thì tôi đã quen được rồi. Được chưa? Thì câu này là câu tạo số 3 cuối cùng. English nhá, mình tra một câu. Tiếp theo câu trả lời lý này. Được chưa? Sao? Mọi người bảo cô dỗi à? Ừ, chả dỗi, đã thảo luận với nhau. Cứ kiểu nói một đằng làm một nẻo á. Sumimasen deshita. Rồi. Rồi, nhưng mà mọi người cho một tràng pháo tay bởi vì thầy Dũng đã dạy rất là hay đến tận cuối đúng không nào? Ok. Hay. Rồi hôm nay là buổi cuối cùng trong... Không thấy em đâu, cho like để cô đi ngủ. Anh cứ phải mang em lại câu like á. Hôm nay cũng là buổi... Đây, nước này. Hôm nay là buổi cuối cùng trong phần một tháng qua bọn mình livestream về gì nhỉ? Về đề thi N4. Thì trước mắt thì còn 2 buổi nữa bọn mình chỉ có làm về N3 thôi. Nên là hy vọng rằng là gì nhỉ? Trong 4 buổi vừa rồi thì nói chung là từ chữa từ đọc hiểu đúng không? Hôm nay là buổi cuối mình chốt lại bằng một cái bài chữa đề thì hy vọng là các bạn thông qua đó thì có thêm là một chút động lực học cũng như là củng cố lại được thêm một chút kiến thức để bạn nào nếu mà đợt này đi thi được sẽ thì sẽ tự tin hơn này hay là gì đây nhỉ? Hay là nếu mà còn đang học tiếp thì cũng thấy củng cố được nhiều thêm kiến thức nhá. À, thế thì ok mình nhắc lại lần cuối đó là trước khi các bạn về nếu mà có bạn nào xem được từ đầu đến cuối mà thấy được sự tâm huyết của thầy Dũng thì hãy xếp hạng 5 sao ở trên fanpage Dũng Mori nhá. Đây là lần đầu tiên mình nhờ thôi nhá. Các bạn vào xem bạn fanpage 5 sao thì cô giáo vui cái. Ừ. Okay. Không phải cô giáo vui mà nhờ thôi bởi vì là có một vài người người ta không cứ hâm hâm đi vào chả liên quan gì đến mình, người ta cứ vào đánh giá một sao linh tinh á. Làm giảm 0.1 cái gì nhỉ? Xem hạ. Ừ, tại vì mình thấy hơi bị tức á, bởi vì là mấy cái người đấy chẳng xem clip hay là chẳng xem bài giảng gì mà cứ comment linh tinh vào. Rất là ghét. Nên là mọi người hãy ủng hộ mình nhá. Ok. Bye bye. Tắt vào vào xếp luôn đi. Ừ. Hay. わかりました. Ok. Ok. Arigato. Rồi, chúc mọi người năm nay thi tốt nhé. À với cả tuần cuối tuần sau ấy, bọn mình có sang Osaka thì có thể là sẽ làm một buổi offline gặp gỡ mọi người một chút ở vùng Kansai ở Osaka, địa chỉ là ở Osakajo. Thì cụ thể như thế nào thì bọn mình sẽ thông báo lại ở trên Facebook một lần nữa. Nên là nếu mà bạn nào có muốn quan tâm hay là muốn gặp thầy Dũng cô Thanh một chút thì có thể ghé qua chơi nhé vào chủ nhật tuần sau. Ok, bye bye. Hey. Bye bye mọi người nhé. Bye bye. Chúc mọi người học tốt và chúc làm việc và học tập hiệu quả nhé. Đừng giữ gìn sức khỏe nữa để còn gọi điện về cho người thân ở nhà. Bye bye. Bye bye cô. Bye bye. Thôi tắt đi anh.